Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với khóa học miễn phí về AutoCAD. Có một số bạn hỏi về hình thức học về khóa học miễn phí AutoCAD này, thì tôi cũng xin nói luôn, hình thức học là tôi sẽ gửi cho các bạn đều đặn từng bài học một qua các email, và cứ mỗi email là cách nhau một ngày. Thì cái khóa học về miễn phí về AutoCAD do tôi dạy thì nó gồm 6 phần. Thì phần thứ nhất là level 1, để tương ứng với cái buổi thứ nhất mà tôi sẽ gửi cho các bạn trong ngày hôm nay. Thì nó là phần vẽ tổng quan, thì nó gồm các cái module như là giới thiệu về giao diện AutoCAD, các thiết lập cơ bản trong hộp thoại, các cái tùy chọn về file và các cái thiết lập cơ bản cho bản vẽ và giải thích về tọa độ trong AutoCAD. Đó, thì đây là cái buổi đầu tiên thì chúng ta sẽ đi về cái phần vẽ tổng quan này, và sang các cái buổi tiếp theo thì chúng ta sẽ lên một cái level mới là level 2 hoặc là vẽ sơ cấp. Thì trong đấy nó có các cái module tương ứng, thì tôi sẽ dạy các bạn đó, và lên một trình độ nữa là vẽ thứ cấp, thường gọi là chúng ta biết chạy đấy, và level thứ tư là vẽ trung cấp là chúng ta có thể nâng được tạ, còn level thứ năm là vẽ cao cấp, tức là chúng ta là một người lớn rồi. Tôi đây là các hình ảnh mà tôi tượng trưng cho các cái level mà chúng ta sẽ trải qua. Còn về level cuối cùng là level và professional designer, tức là đến cái trình độ này chúng ta có thể vẽ cách một cách hoàn toàn nhanh chóng và sử dụng nó một cách hiệu quả, áp dụng cho việc làm đồ án hoặc là cho công việc của chúng ta. Đó. Thì đây là cái phần tổng quan thì tôi xin giới thiệu với mọi người trước. Đi vào cái bài học ngày hôm nay, nó là phần vẽ tổng quan. Thì tôi xin giới thiệu các bạn về cái giao diện tổng quan của AutoCAD 2015. Thì có một số bạn hỏi là cài AutoCAD 2007 rồi và 2000 hoặc 2009 hoặc 2010 đấy. Bạn ấy hỏi là theo tôi thì có nên gỡ bỏ các phần mềm đấy để cài AutoCAD 2015 không? Thì theo tôi thì các bạn lên cài AutoCAD 2015 bản 32 bit nếu mà các máy các bạn cấu hình yếu. Để vì sao? Vì AutoCAD 2015 nó sẽ có rất nhiều cải tiến cho các bạn, hỗ trợ cho các bạn trong quá trình vẽ nhanh và làm việc hiệu quả. Còn nhiều bạn vẫn sử dụng phần mềm AutoCAD 2007. Thì trong cái chương trình tôi dạy AutoCAD miễn phí này, tôi sẽ dạy chương trình theo phần mềm là AutoCAD 2015, nên sẽ có nhiều cái thay đổi so với các phiên bản trước. Nên tôi khuyên các bạn tốt nhất là lên cài AutoCAD 2015. Và đi vào bài học đầu tiên là bài phần vẽ tổng quan. Thì đầu tiên tôi xin giới thiệu các bạn phần giới thiệu về giao diện AutoCAD. Đó, thì nó gồm các cái module sau. Thì sau khi các bạn mở chương trình AutoCAD 2015 lên, thì đây là giao diện của cái chương trình AutoCAD 2015 này. Thì đầu tiên thì tôi xin giới thiệu với các bạn, thứ nhất là phần cursor. Cursor là gì? Các bạn nhìn thấy hai đường thẳng ấy giao nhau ở trên màn hình ấy, hay nó thay cho cái biểu tượng con chuột chúng ta đang di ấy, thì tức là nó gọi là cursor. Thì cái này chúng ta có thể tùy chỉnh để cho hai cái đường thẳng đứng và đường nằm ngang này nó có thể kéo dài ra hoặc là ngắn lại, thì tùy ý chúng ta. Có thể tí nữa tôi sẽ giới thiệu sau. Thì hai cái đường thẳng nằm ngang và thẳng đứng ấy thì nó đại diện cho cái trục tọa độ tương ứng. Đường nằm ngang thì đại diện cho trục x và đường thẳng đứng thì đại diện cho trục y. Và phần tiếp theo là cursor. Cursor đó là gì? Thì các bạn ấy nhìn thấy cái ô vuông ấy, nhỏ nhỏ mà nó nằm giữa hai đường giao nhau thẳng đứng và nằm ngang ấy thì được gọi là cursor. Thì cái điểm này nó có tác dụng là gì? Thì nó một là nó phục vụ cho chúng ta trong việc bắt điểm chính xác hơn. Hai là chúng ta nó có thể chỉ ra cái tọa độ của một cái điểm bất kỳ ở trên cái bản vẽ này. Đó. Thì chúng ta cũng có thể thay đổi cái cursor này nó to hoặc nhỏ, tức là cái ô vuông ấy nó to lên hoặc nhỏ xuống. Thì tôi tí nữa tôi sẽ giới thiệu cái phần này sau. Tiếp theo là phần comment window và comment line, tức là cái comment window này, tức là các bạn nhìn thấy cái vùng này, tức đây là cái gọi là cái vùng để chúng ta có thể nhập lệnh từ bản vẽ vào đây. Đó. Thì mặc định khi chúng ta mở cái chương trình AutoCAD 2015 lên thì nó có giao diện như này. Thì để thay đổi cái ô comment window này thì chúng ta có thể kéo lên. Đấy, chúng ta đưa chuột vào cái vùng trắng này và kéo lên. Đấy. Thì ở đây là các cái dòng lệnh mà chúng ta nhập lệnh
thì nó sẽ được hiển thị ở đây đó. Và các bạn có thể di chuột vào các cái dòng dấu chấm này, bạn kéo về này, các bạn kéo về góc bên tay trái nhé, đấy, thả ra đấy, thì nó sẽ được làm gọn như thế này. Thì tốt nhất là các bạn lên bố trí để nó mặc định như thế này thì thế dễ hơn đó. Thì các bạn hiểu nôm na là cái dòng command window này và command line này, tức là chúng ta có tác dụng là để nhập lệnh của Autocad. Tiếp theo là phần dynamic input. Dynamic input là gì? Giả sử tôi vẽ một đường thẳng chẳng hạn. Đấy, thì các bạn thấy ngay luôn thì nó xuất hiện hai cái ô vuông ở bên cạnh chữ special first point. Tức là gì? Tức là cái ô này gọi là dynamic input, tức là thay vì chúng ta nhập lệnh ở dưới dòng command window thì chúng ta có thể nhập lệnh luôn ở cái dynamic input này. Đấy. Thì đây là chúng ta đang vẽ đường line thì nó sẽ cho chúng ta nhập cái tọa độ để chúng ta bắt đầu vẽ luôn. Đó. Thì đấy là cái rất hay mà cải tiến của AutoCAD 2015 và các cái phiên bản từ 2009 trở về trước mà không làm được. Tiếp theo là phần cắt rải ribbon. Thì phần AutoCAD 2015 thì nó có cái cải tiến rất là mạnh so với các phiên bản trước, là nó có các cái rải ribbon. Rải ribbon nó tức là gì? Đây các bạn nhìn thấy đây. Đấy, tương với một home thì nó có các rải ribbon như này. Insert thì nó có rải ribbon này. Tức là ngày trước ấy, các cái phiên bản trước này chúng ta dùng lệnh ấy, thì chúng ta phải trỏ vào các cái menu và các cái dòng lệnh nó trỏ xuống. Còn bây giờ nó phơi hết các cái lệnh chi tiết ở trên các cái rải ribbon này. Đấy, ví dụ như chúng ta muốn vẽ một đường line chẳng hạn, chúng ta chỉ cần kích vào đây, kích vào rải ribbon này, xong có dòng lệnh line này. Đấy, thì chúng ta vẽ thôi. Thì nó rất là tiện lợi trong quá trình chúng ta sử dụng. Đấy. Thì tương ứng với mỗi một cái menu này thì nó có các cái giải tiếp ơn tương ứng với mỗi lệnh trong cái rải ribbon đó. Tiếp theo là phần tool palette và properties. Thì trong cái phần giao diện tổng quan của AutoCAD 2015 ý, thì nó có một cái phần nữa gọi là tool palette. Làm nào để chúng ta thể hiện được cái tool palette đấy thì các bạn vào phần menu view nhé, các bạn kích vào cái tool palette đó. Để xóa hai đường line đi ạ. Đó thì đây cái bảng cái giải lệnh này này thì được gọi là tool palette. Thì cái này thì có tác dụng là gì? Tức là nó gồm các cái biểu tượng hay gọi là các ký hiệu để chúng ta sử dụng nhanh. Giả sử nhá, để đây là giả sử này. Giả sử tôi đang vẽ kiến trúc chẳng hạn. Đấy, các bạn đến bật đến mục này, Architect này. Đấy. Đấy, thì đây là giả sử tôi vẽ thì đây nó chia thành hai phần, đó là Impress Symbol và Magic Symbol, tức là đây gọi là những cái ví dụ mẫu dành cho đơn vị inch, còn đây là những ví dụ mẫu dành cho đơn vị mét. Thì chúng ta dùng đơn vị mét thì chúng ta kéo xuống. Đấy, giả sử tôi vẽ một cái ký hiệu của cửa chẳng hạn thì chúng ta kích vào đo Metro đây. Đấy. Chúng ta vẽ thôi. Đấy thì các bạn nhìn thấy ngay trên màn hình. Đấy thì các bạn nhìn thấy ngay trên mình một cái ký hiệu của cửa đã được tạo ra. Thì ngày xưa thì chúng ta phải vẽ tay cái này và chúng ta tạo thủ công, xong rồi chúng ta block lại. Đấy, thì bây giờ nó đã có sẵn những các cái ký hiệu mà hay dùng ở trong một kiến trúc. Đấy, ví dụ Windows chẳng hạn, ký hiệu của cái cửa sổ thì nó có luôn. Chúng ta vẽ luôn một cái cửa sổ. Đấy, thì nó cũng có luôn cho chúng ta. Hoặc là chúng ta đến phần kết cấu đi. Structure. Đấy. Thì đây các bạn thấy đây, thì chúng ta muốn vẽ một cái dầm thép thì nó có các cái biểu tượng này chúng ta vẽ luôn. Đó. Tức là các bạn hiểu cái phần tool palette này, tức là nó gồm các cái ký tự, các cái biểu tượng mà có sẵn ở trong AutoCAD, chúng ta chỉ đưa vào sử dụng cho mục đích của chúng ta thôi. Đấy, thì các bạn ấy học cái phần chuyên ngành nào thì chúng ta sử dụng các chuyên ngành tương ứng cho nó. Giả sử như civil công trình. Đấy, thì nó có cái tự tự cho cái phần công trình. Còn phần Machine đó là dùng cho cơ khí. Phần electric là dành cho điện. Đó. Để cái bảng này nếu mà các bạn đã sử dụng thường xuyên các cái ký tự này ấy, thì để thuận lợi thì chúng ta hãy
đưa cái bảng này sang bên tay phải màn hình, thì chúng ta ấn bằng cách nào? Chúng ta đến cái biểu tượng cái hình sao sao này này, đấy, là kích vào nhá, chúng ta kích vào phần Android, right. Đấy, cái tự động thì nó được nằm ở bên tay phải của cái màn hình, đấy. Khi chúng ta không sử dụng nữa thì nó tự động nó thu nhỏ lại, khi sử dụng chúng ta cần kéo đến di chuột đến đấy thì nó tự động có cái bảng hiện ra và chúng ta chọn các cái phần tương ứng với để chúng ta lấy các cái ký hiệu mà chúng ta cần thôi. Đấy là phần toolbar latte. Còn các bạn muốn tắt nó đi thì các bạn kích vào view nhá, menu view, các bạn kích vào toolbar latte thôi. Đó, thì nó tự động nó tắt. Tiếp theo cũng có một phần nữa rất hay dùng, đó là phần properties. Properties là gì? Đây, giả sử tôi có một đường line như thế này chẳng hạn. Đấy. Thì cái lệnh properties này sẽ là rất là hay sử dụng. À, cái bảng properties này sẽ là rất hay sử dụng. Để gọi cái properties này, một là chúng ta đến view, chúng ta kích vào properties này. Đấy. Hai nhá, chúng ta ấn Ctrl 1. Chúng ta chọn đối tượng trước, chọn đối tượng trước, ấn Ctrl 1. Đấy, đấy là hai cách. Thì cái properties này là có tác dụng là gì? Là chúng ta thay đổi các cái thuộc tính của đối tượng mà chúng ta chọn. Đấy, giả sử chúng ta thay đổi layer, thay đổi màu, thay đổi độ dày. Đó. Thì nó hoặc là chúng nó cho chúng ta thêm biết các cái thông số về tọa độ của các cái đối tượng mà chúng ta chọn như thế này. Đấy. Thì cái bảng này là thường xuyên sử dụng. Thì để tiện ấy, thì các bạn nên ấn tắt cho chân một, khi nào dùng thì chúng ta sẽ gọi ra thôi. Tiếp theo là phần model and layout tab, tức là gì? Tức là trong cái giao diện tổng quan của AutoCAD ấy, thì nó có một cái menu nữa là model. Đây, thường ấy thì chúng ta có hai cách vẽ. Cách vẽ thứ nhất là chúng ta vẽ tất cả các cái bản vẽ ở trên môi trường model. Đây, các bạn này nhìn thấy cái tab bên dưới model này. Còn cách thứ hai ấy là tương ứng với một bản vẽ là chúng ta cho vào một layout. Đây, các bạn click vào layout nhé. Đấy, thì nó hiện ra màu trắng này. Đấy, layout. Đấy. Thì cái này layout thì chúng ta có thể tạo nhiều layout bằng cách ấn dấu cộng này này. Đấy là thầy xem một layout mới hiện ra. Đấy, thì có hai cách vẽ. Thứ nhất là vẽ tất cả các bản vẽ trên model. Cách thứ hai là chúng ta vẽ từng bản vẽ một trên layout. Đấy. Với mỗi một layout thì là một bản vẽ. Thì với các bạn sinh viên bây giờ thường hay dùng ấy là dùng tất cả các bản vẽ trên một model luôn. Thì cái lợi khi dùng trên model ấy là chúng ta có thể quan sát rõ ràng các bản vẽ ở trên này, chỉnh sửa luôn dễ một cách dễ dàng. Nhưng mà nó sẽ khó khăn cho quá trình in ấn. Nếu mà chúng ta muốn in hàng loạt các bản vẽ thì chúng ta sẽ khó khăn hơn. Còn nếu mà chúng ta sẽ dùng một bản vẽ là một layout, tức là sử dụng toàn bộ hệ thống bằng layout, thì chúng ta được lợi thế là gì? Thì chúng ta có thể chỉnh sửa hoặc là in ấn các bản vẽ cùng một lúc một cách nhanh chóng và tiện lợi. Đấy, thì tôi khuyên các bạn là lên sử dụng layout. Và có một số bạn thì hỏi là thế cái giả sử trong bản vẽ của em vô tình em tắt cái khung model và layout này đi thì em muốn hiện nó lên để làm như thế nào? Đấy, thì tôi sẽ dạy các bạn bằng cách là chúng ta đến menu view, các bạn kích vào phần layout tab này. Đấy. Đấy, các nếu mà các bạn nếu các bạn không chọn nhá thì nó sẽ không hiện ra đâu. Và nếu các bạn bị mất rồi thì chúng ta kích vào phần layout tab này. Đấy, thì tự động nó hiện ra. Đó. Tiếp theo ấy, bên cạnh cái layout tab ấy thì nó còn có một cái chức năng nữa là file tab. File tab tức là gì? Tức là nó thể hiện tất cả các cái bản vẽ của bạn ở trên một cái tab gọi là file tab. Đấy, giả sử chúng ta tắt đi này thì nó sẽ không còn cái thanh file tab này nữa. Đấy, thì tôi khuyên các bạn nên bật cái file tab này. Các cái phiên bản trước ấy thì nó rất khó sử dụng là gì? Cứ mỗi một bản vẽ mới bạn mở ra ấy, thì nó là một cái file riêng biệt. Thì chúng ta lại phải thu nhỏ, chúng ta lại phải mở cái bản vẽ khác lên. Nhưng mà đối với phiên bản này khi chúng ta mở nhiều bản vẽ một lúc thì đây nó hiện tất cả trên một cái file tab, thì chúng ta có thể di chuyển đấy, di chuyển các tab, tức là di chuyển các bản vẽ với nhau đấy. Chúng ta có thể ấn cộng này để chúng ta tạo thêm một cái bản vẽ mới hay gọi là một cái tab mới đó. Thì đây là một cái điểm lợi thế rất là đáng kể của AutoCAD 2015. Và phần tiếp theo tôi muốn giới thiệu với các bạn trong phần giao diện tổng quan của AutoCAD 2015 đó là cái giải thuộc tính. Đấy, thì các bạn ấy nhìn xuống dưới cùng bên tay phải thì nó có một cái giải thuộc tính. Đấy, giải thuộc tính này gồm những gì? Thì nó có thể chuyển model
Nó gồm các cái lệnh như chuyển mô hình model sang cái mô hình giấy, và các cái lệnh grid, lệnh octal đó, tỷ lệ bản vẽ, tức là các bạn hiểu là các cái giải thuộc tính cho bản vẽ thì nó nằm ở bên dưới bên tay phải như thế này đấy. Chúng ta có thể thêm một số thuộc tính vào cái giải tab này, thì chúng bằng cách nào, chúng ta kích vào cái phần customize ba dấu gạch ngang này, kích vào đấy, thì các bạn thêm phần nào thì các bạn chuyển tích vào thôi. Giả sử tôi muốn thêm cái độ dày của led vẽ này, chúng ta kích vào light weight này đấy, thì động nó hiện ra ở đây. Còn muốn tắt đi thì chúng ta chỉ cần kích tương ứng như thế thôi đó. Tiếp theo tôi xin giới thiệu các bạn là cái giải navigation bar, tức là cái giải mà bên tay phải tôi ở đây, thì nó gồm các cái công cụ về điều khiển về về khung nhìn đấy. Giả sử cái chúng ta dùng cái full navigation bar wheel, tức là gì, là chúng ta kích vào nhá đấy, thì các bạn có thể dùng cái chức năng để zoom bản vẽ đó ra, zoom vào, các bạn kích vào zoom nhá, xong các bạn giữ chuột đấy, xong rồi di chuột lên thì nó zoom, di chuột xuống thì nó zoom nhỏ lại đó. Tiếp theo này, chức năng orbit là gì? Orbit tức là chúng ta có thể xoay xoay trục tọa độ quanh một điểm đấy, cái pivot các bạn nhìn đấy, pivot đây là điểm tâm chúng ta có thể xoay này, thì đây nó đưa chúng ta cái từ cái bản vẽ 2D sang cái môi trường 3D rồi. À, thì cái này thì tôi không nói nhiều. Tiếp theo là cái thằng phần remind là gì? Thì remind tức là các bạn nhìn thấy đấy, nó xuất hiện rất nhiều ô đấy, thì cứ chúng ta đưa đưa về một ô ấy, thì nó thể hiện lại cái khung nhìn trước đấy của chúng ta đã thể hiện đấy, các bạn thấy chưa, đưa lên này đấy, cái khung nhìn 3D đúng không, đưa về này đấy, tức là nó sẽ zoom về cái khung nhìn mà chúng ta đã thể hiện ở trước đó. Tiếp theo là phần pan, pan này là di chuyển cái khung nhìn thôi, chúng ta giữ chuột là thế thôi đó. Tiếp theo là phần mấy cái bàn tay thì tương ứng với lệnh pan rồi, thì tôi vừa nói rồi. Tiếp theo là zoom extend là gì? Zoom extend để tôi giới thiệu các bạn, giả sử tôi có một cái hình chữ nhật như thế này đấy, bây giờ khung nhìn của tôi sẽ nó sẽ rất là, tôi để nó rất là xa như thế này đấy, nó như đi đâu đi, khung nhìn của tôi chiếm góc này đây, tức là lệnh zoom extend là nó sẽ zoom tràn màn hình, zoom tràn tất cả những cái đối tượng mà chúng ta vẽ trên màn hình đấy, thì chúng ta kích vào đây, các bạn thấy chưa, tức là nó các cái cạnh của cái vật thể nó đấy nó sẽ khít luôn đó. Giả sử nhá, tôi vẽ thêm một cái hình nữa đây chẳng hạn đấy, bây giờ tôi muốn zoom tôi bản vẽ lên, tôi muốn nhìn thấy tất cả các vật thể ở trong bản vẽ của tôi, thì chỉ cần kích vào cái thằng zoom extend này thôi đấy, thì nó sẽ zoom tất cả những cái gì mà chúng tôi vẽ ở trên cái bản vẽ này. Đấy, thì cái lệnh này có nhiều khi có tác dụng rất là tốt trong cái trường hợp mà giả sử chúng ta vẽ một cái bản vẽ nào đấy ở rất xa ở trong cái model này chẳng hạn, và chúng ta muốn 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 tìm nó, thì chúng ta sẽ sử dụng này để chúng ta zoom tràn tất cả những cái đối tượng có trong bản vẽ lên. Tiếp theo là cái phần orbit thì tương tự với cái chức năng mà chúng ta xoay cái khung nhìn sang cái không gian 3D. Đó, slow motion để dùng trong cái chức năng 3D thôi, tức là chỉ các cái hoạt cảnh. Phần này thì tôi không giới thiệu. Tiếp theo có một chức năng nữa là view cubic. View cubic là gì? Khi các bạn lại bật cái chế độ có màu xanh xanh view cubic này, là các bạn đang thể hiện cái view cubic của nó ở đây. View cubic có tác dụng là chỉ các cái hướng cũng như các cái mặt của cái khối lập phương. Đó, giả sử ở đây nhá. Giả sử ở đây các bạn nhìn thấy chữ top này là chúng ta đang ở mặt trên của cái khối lập phương. Đấy, giả sử bây giờ tôi muốn thay đổi đi, chúng ta kích vào cái mũi tên này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Front là mặt trước, thì cái hình chữ nhật vừa rồi chúng ta vẽ thì nó chỉ là một cái đường thẳng thôi. Đó. Là các bạn nhìn thấy trục tọa độ chúng ta thay đổi là ZX luôn. Tức là cái view cubic này nó có tác dụng là chúng ta có thể điều khiển các cái hướng nhìn khác nhau của một cái bản vẽ 3D, hoặc là chúng có thể di chuyển để chúng ta có thể nhìn rõ hơn. Đấy, các bạn kích vào cái vòng tròn này, rồi chúng ta giữ chuột nhé. Đấy, chúng ta di đi, giữ chuột chúng ta di. Đó. Được chưa?
Đấy, hoặc là chúng ta đưa chuột vào cái cạnh của cái khối lập phương này. Bây giờ nó hiện ra cái màu xanh này. Đấy, thì chúng ta giữ chuột, chúng ta di thôi. Đây thì nó có tác dụng y hệt như cái lệnh well này này. Orbit này này, và chúng ta xoay cái không gian 3D. Và mặc định chúng ta là bản vẽ 2D là chúng ta chỉ có hai trục là x và y thôi, tại vì chúng tôi với chương trình này tôi chỉ dạy mà trong cái bản vẽ 2D thôi. Đấy, thì các bạn hãy ấn vào tốt thì chúng ta để quay về thôi, được chưa? Và cái hướng của chúng ta, giả sử chúng ta ấn vào tốt rồi nhưng mà nó lại sai hướng, giả sử đây là trục y nó đang cắm xuống dưới và trục y nó đang nằm ngang và trục x lại cắm xuống dưới, mặc định của chúng ta là trục x bao giờ luôn luôn là ngang với màn hình, thì chúng ta sửa lại như nào? Thì làm nào để nó trở về trạng thái mặc định là trục x nằm ngang và trục y thẳng đứng? Thì các bạn chỉ cần này, di chuột đến cái khối view cubic này nhá, kích vào cái mũi tên này này đó, các bạn thấy chưa, trục x nằm ngang và trục y thẳng đứng. Bao giờ mà trục trục của chúng ta bị thay đổi thì các bạn nên lên chỉnh về chế độ như thế này. Và còn phần cuối cùng tôi muốn xin giới thiệu các bạn là cái phần UCS action, tức là nó thể hiện cái ký hiệu trục tọa độ ở trên cái không gian bản vẽ của chúng ta. Đấy, thì các bạn chỉ cần kích cái tab này đi, là tắt này, nếu mà không có màu xanh này thì nó tắt này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, không thấy trục tọa độ đâu luôn, thì chúng ta lại kích vào cái UCS action này thì nó hiện lên trục tọa độ này, và chúng ta biết. Thì theo tôi ấy, ba cái chức năng UCS action này, view cubic, navigation bar, file tab, layout tab thì các bạn phải bật hết lên cho tôi màu xanh như thế này đó. Và đến đây tôi cũng xin kết thúc cái phần bài học giới thiệu tổng quan giao diện của phần mềm AutoCAD 2015. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các cái bài học tiếp theo.